đội bóng đi tiếp đến tứ kết của UEFA Champions League năm nay sau rất nhiều những chờ đợi. 14 năm cho những sự chờ đợi, 14 năm cho quá nhiều những thế hệ của Arsenal đã thất bại ở UEFA Champions League. Lần đầu tiên của Arteta với cương vị là huấn luyện viên trưởng của một đội bóng tại UEFA Champions League, và ông đã cùng với những cầu thủ trẻ của mình, những người đang có những khát khao rất lớn ở mùa giải năm nay, bước vào tứ kết của giải đấu. Emirates đã chật kín chỗ ngồi, tiếng hát vang đang được vang lên khắp các ngóc ngách và những làn khói sáng đã được thắp lên. Tất cả dường như đều đã được chuẩn bị đầy đủ để đón chờ trận cầu tâm điểm tại trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League giữa Arsenal và Porto. Đại diện đến từ Bồ Đào Nha đang là những người nắm giữ lợi thế nhờ chiến thắng tối thiểu hồi lượt đi, nơi Galeno đã tạo nên một siêu phẩm ở những phút cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, chuyến làm khách đến Emirates ngày hôm nay vốn được xem là lành ít dữ nhiều đối với họ. Một mặt, họ cần phải vượt qua cái dớp chưa từng giành được niềm vui chiến thắng khi hành quân đến xứ sở sương mù. Mặt khác, thứ mà họ phải đối mặt đó là một ngọn lửa tinh thần đang hừng hực cháy đến từ các chiến binh, nhà pháo. Đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta đã có màn chạy đà hoàn hảo trong cuộc tái đấu lần này bằng 3 chiến thắng liên tiếp tại đấu trường quốc nội, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ngoại Anh khi vòng 28 khép lại. Đồng nghĩa rằng từ trước khi trận đấu được diễn ra thì nếu xét cả về phong độ, lực lượng đội hình cũng như là chỗ dựa đến từ pháo đài Emirates thì Arsenal là những người được đánh giá cao hơn trên mọi phương diện. Có chăng yếu tố duy nhất mà người hâm mộ pháo thủ cảm thấy lo lắng chỉ là bản lĩnh của cầu thủ đội nhà, khi mà hầu hết những nhân tố chủ chốt trong đội hình chỉ mới có mùa giải đầu tiên được hít thở bầu không khí của sân chơi danh giá nhất châu lục này. Câu hỏi là liệu họ sẽ làm thế nào để tạo nên một màn lội ngược dòng ngoạn mục trước một vị khách vốn đã quá quen mặt của Champions League như là Porto, qua đó đập tan cái dớp chưa từng vượt qua vòng 1/8 đã tồn tại trong suốt hơn một thập kỷ đã qua. Không nằm ngoài dự đoán, ngay từ những phút bóng lăn đầu tiên thì Arsenal đã nhập cuộc một cách đầy chủ động và sớm đoạt lấy quyền kiểm soát thế trận. Trên thực tế, đây là cách triển khai lối chơi cũng chẳng còn quá lạ lẫm gì dưới triều đại của Mikel Arteta. Từ đó, cơ hội đầu tiên của trận đấu cũng đã đến với họ, xuất phát từ một đợt tổ chức tấn công ở phút thứ tư. Leandro Trossa có bóng bên cánh trái rồi quyết định thực hiện pha đột phá trước khi thực hiện quả tạt vào trong. Dù bóng đã khẽ chạm chân của một cầu thủ bên phía đội khách, nhưng Ben White vẫn tìm được đúng điểm rời để tung ra cú đánh đầu. Tuy nhiên, ở tư thế hơi dướn thì những gì mà hậu vệ sinh năm 97 làm được cũng chỉ là đưa bóng đi vọt xả ngang trong gang tấc. Song Porto cũng đã ít nhiều mang đến sự bất ngờ khi cố gắng cầm bóng một cách đầy tự tin và cho thấy rằng họ sẵn sàng chơi bóng một cách sòng phẳng trước đội chủ nhà thay vì co cụm phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Cũng chính vì điều đó mà thế trận cũng đã cởi mở hơn và cầu thủ Arsenal cũng có nhiều khoảng trống hơn cho các đợt triển khai gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Diogo Costa. Tuy nhiên, trong khi cầu thủ Arsenal vẫn đang loay hoay tìm đường vào mảnh lưới của đối phương, khung thành của David De Gea cũng không ít lần bị đặt vào tình trạng đáng báo động bởi những đòn hồi mã thương của các vị khách. Lần lượt Bukayo Saka và Martin Odegaard đều đã được mở ra cơ hội để tung ra cú dứt điểm. Thế nhưng người thì không thể đánh bại được Diogo Costa, người lại chỉ có thể đưa bóng đi vào mép lưới khung thành trong sự tiếc nuối của các cổ động viên. Ở chiều ngược lại, Porto cũng không hề kém cạnh với những màn ăn miếng trả miếng của mình. Thậm chí họ còn suýt khiến Arsenal phải ôm hận vì sai lầm đến từ William Saliba ở phút thứ 16. Hậu vệ người Pháp đã có tình huống phá bóng không tốt khiến Evanilson đoạt được bóng và lập tức ra chân tung ra cú dứt điểm chéo góc đi chạch cột dọc. Chắc chắn đây sẽ là một tín hiệu đáng báo động của pháo thủ, bởi cũng đã không ít lần trong mùa này họ đã phải nhận lấy bàn thua một cách tay bay vạ gió như thế. Và nếu như trong ngày hôm nay, không biết rằng các học trò của Mikel Arteta sẽ phải đứng dậy mà vượt qua sự hoảng loạn như thế nào nếu Porto mới là những người có được bàn thắng mở tỷ số nữa. Chưa dừng lại đó, chỉ hơn 5 phút sau, Evanilson tiếp tục khiến người hâm mộ pháo thủ phải thêm một phen thót tim. Đó là tình huống mà chân sút người Brazil đã nhận bóng gọn gàng ở trong vòng cấm, xoay người rồi thực hiện cú dứt điểm buộc thủ thành Raya phải trổ tài cản phá để cứu cho Arsenal một bàn thua trông thấy. Dẫu rằng trong những phút sau đó, nhịp độ của trận đấu đã được kéo giãn, nhưng phải thừa nhận rằng vẫn luôn ẩn chứa một mối hiểm họa tiềm tàng đến từ từng đợt tổ chức tấn công của cả hai đội, khiến người hâm mộ cảm tưởng như bàn thắng có thể xảy đến bất cứ lúc nào vậy. Và rồi đến phút 40 của trận đấu cuối cùng thì điều mà tất cả những cổ động viên pháo thủ chờ đợi cũng đã tới sau hàng tá những nỗ lực được tạo ra. Arsenal cũng đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc do công của Leandro Trossa. Từ một tình huống phối hợp 1-2 với Martin Odegaard, thủ quân người Na Uy đã tạo nên một đường truyền chất lượng giúp Trossa thoát xuống chống chảy và không mất quá nhiều nhịp xử lý. Cầu thủ được mệnh danh là sát thủ có gương mặt thiếu ngủ đã thực hiện cú đặt lòng sắc bén, đưa bóng đi qua giữa hai chân của Pepe và không cho thủ môn của Porto bất kỳ một cơ hội nào để cản phá.
Trước khi bước vào cuộc đối đầu ngày hôm nay, chắc chắn rằng đã có không ít người cảm thấy lo ngại về sự thiếu vắng của Gabriel Martinelli. Nhưng giờ thì họ đã có Trossard. Từ kẻ đóng thế ngôi sao chạy cánh ở Bỉ đã chói sáng để trở thành một người hùng thực thụ của Arsenal. Kể từ khi đặt chân đến Emirates, đó vẫn luôn là giá trị của Trossard, luôn là một phương án B đáng tin cậy. Từ việc giúp ông thầy người Tây Ban Nha đa dạng hóa đấu pháp tấn công cho đến việc tự mình mang về sự đột biến, giúp đội nhà vượt qua tình cảnh khó khăn. Bước sang hiệp 2 vẫn là một kịch bản quen thuộc với quyền kiểm soát nhỉnh hơn đến từ đội chủ nhà. Nhưng phải thừa nhận rằng Porto là một đối thủ không hề dễ chơi một chút nào. Sự lì lợm và bản lĩnh đã giúp đại diện đến từ Bồ Đào Nha chứng minh rằng họ không hề lép vế hơn Arsenal một chút nào. Bên cạnh những màn ăn miếng trả miếng ở trên sân, sự kịch tính của trận đấu còn được đẩy lên đến đỉnh điểm với những pha tranh chấp nảy lửa ở khắp các điểm nóng trên sân. Porto đã cho thấy sự thực dụng cần có của một đội bóng giàu kinh nghiệm tại trời Âu. Một mặt họ chủ động vào bóng rất dát trong các cuộc đối đầu 1-1, mặt khác họ cũng không ngần ngại mà ngã xuống để làm trì hoãn cường độ chơi bóng của đối phương. Đến phút 67 của trận đấu, mảnh lưới của Porto đã một lần nữa phải rung lên, và lần này người đã mang về pha lập công là Martin Odegaard. Công đầu phải kể đến tình huống nỗ lực đeo bám tạo áp lực của Kai Havertz buộc Pepe mắc sai lầm, và trước một khung thành đã được mở toang trước mặt, Odegaard không mắc bất kỳ một sai lầm nào để đưa bóng vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, trong khi ngôi sao người Na Uy đã chạy ra phía cột cờ để ăn mừng, thì các trọng tài đã xác định rằng Kai Havertz đã phạm lỗi, và cuối cùng tình huống kết thúc bằng chiếc thẻ vàng của Mikel Arteta vì lỗi phản ứng của vị chiến lược gia này bên ngoài đường biên. Khi thời gian của trận đấu càng trôi về cuối, người ta càng có thêm cơ sở để cảm thấy lo ngại cho các học trò của Mikel Arteta. Chắc chắn nhiều người trong số họ vẫn chưa thể quên được những gì đã xảy ra tại Europa League mùa năm ngoái, nơi họ cũng phải dừng bước trước một đại diện đến từ Bồ Đào Nha. Quay lại với những diễn biến của trận đấu, ép sân nhiều là thế, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với pháo thủ. Họ bỗng trở nên bế tắc trước một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ đến từ đội khách. Và cho dù có cơ hội thì đó vẫn là một ngày thi đấu vô duyên của các học trò Mikel Arteta. Chẳng hạn như là tình huống đối mặt không thể thắng được, thủ thành Diego Costa của Gabriel Jesus, hay chỉ sau đó 2 phút là 2 pha bắn phá liên tiếp đến từ Saka và Odegaard. Song cuối cùng họ cũng đành chấp nhận việc bị đối thủ của mình kéo chân đến 30 phút của hiệp phụ. Có cảm tưởng rằng việc dồn toàn bộ sức lực cho 90 phút chính thức đã khiến các thủ bên phía đội chủ nhà không còn duy trì được những bước chạy bền bỉ, nhất là khi trước mặt họ đang là một khối bê tông vô cùng vững chắc được tạo nên từ Porto. Những ánh mắt sốt ruột lo lắng đã hiển thị rõ nét qua biểu cảm gương mặt của các cổ động viên Arsenal rồi. Trong khi đó, mọi tiếng hò vang lúc này dường như đều đến từ người hâm mộ của Porto. Như thể họ đều đồng loạt hướng đến những kịch bản có thể xảy ra trên loạt luân lưu định mệnh rồi. Quả thật cuối cùng thì hai đội vẫn phải phân định thắng bại trên chấm 11m, nơi chứa đầy yếu tố bản lĩnh và cả sự may mắn. Nhưng rồi nụ cười của các cổ động viên Porto ở những phút cuối trước đó đã không còn nữa. Trong khi lần lượt những Odegaard, Kai Havertz, Bukayo Saka rồi đến Declan Rice thành công ở lượt sút của mình, thì David Raya mới chính là người sắm vai người hùng khi cản phá thành công 2 cú dứt điểm của đối thủ, qua đó giúp Arsenal điền tên mình vào chiếc vé đến với vòng tứ kết UEFA Champions League. Hoàn toàn có thể hiểu được sự phấn khích đến mức vỡ òa của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta cũng như là tất cả các cổ động viên đang có mặt tại Emirates. Nên nhớ đây mới chỉ là lần đầu tiên mà họ trở lại sau 6 mùa dài vắng bóng, là lần đầu tiên nếm trải bằng không khí cuồng nhiệt tại châu Âu của hầu hết những gương mặt trẻ tuổi ở trong đội hình. Song đây lại là lần đầu tiên sau 14 năm mòn mỏi chờ đợi, họ lại góp mặt ở tứ kết UEFA Champions League.